À, Xuân Thiệu mến chào cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Hiện tại thì hai anh em đang có mặt chỗ đường xuống dưới nhà của mấy bố con em po các bác nhé. Cũng lâu lâu rồi hai anh em chưa vào đây. Đó, kể từ ngày có những con vật nuôi ấy. Bây giờ mấy bố con có những công ăn việc làm là cũng khá là ổn định rồi. Hôm nay Xuân Thiệu lại tiếp tục vào xem mấy bố con có cái cuộc sống như thế nào. Hôm nay vào thì cũng có một cái phần quà của cô Thoa ở trong Đắk Lắk. Trước thì cũng có gửi một cái khoản tiền rất là lớn, đó là cô gửi là 1.100.000 đồng. Trước đó thì cô cũng có dành tặng 100.000 tiền xăng cho anh em rồi, và còn lại 1.000.000 thì cũng có dành tặng mua gạo và đồ nhu yếu phẩm và cho các cháu ấy. Hôm nay thì Xuân Thiệu cũng đã vào đây và thay mặt cô để mua cái đồ nhu yếu phẩm, bao gạo và đồ nhu yếu phẩm và ít thực phẩm như là cá khô vào để cho các cháu dùng hàng ngày. Các bác ạ, cũng cảm ơn cô ở trong Đắk Lắk rất là nhiều. Một cái phần quà rất là thiết thực và ý nghĩa dành tặng cho mấy bố con. Mấy bố con em po này có được những phần quà này thì cũng phần nào đó có những nguồn lương thực dùng hàng ngày các bác ạ. Mùa này thì nói chung là cũng gần được thu ngô rồi, nhưng mà không biết là gia đình em po có được thu hay chưa nữa. Nếu mà thu thì khả năng là cũng đỡ phần nào đó, nếu mà không chưa được thu thì cái phần quà này sẽ giúp gia đình bố con có được cái lương thực dùng trong những ngày giáp hạt trước mắt này các bác ạ. Bây giờ thì cũng mời mọi người, mời cô chú bác cùng theo hai anh em Xuân Thiệu với em Dìa để mang cái phần quà này xuống trao lại cho mấy bố con em po. Ở đây có quả bí to thế. À vâng. Ôi giời, mày không để ý. À, hả? À đây quả bí to thật đấy. Ở treo lùng lẳng cái này mà nó không rụng nhỉ? Cái này chắc tầm 4 5 cân đấy. 4 5 cân á? À? Vâng. Cái bí này bí ngô à? Bí này bí bí tẻ chứ đúng không? Bí này bí tẻ anh ạ. Ồ. Bí tẻ thừa thừa bà con để ăn lá này. Ăn lá. À, với lại ăn quả. Quả cái bí này anh thấy thường thường là bà con hay ăn ăn xanh thế này đúng không? Vâng. Ăn để làm giống ấy. Ờ. Để làm giống này khi nào ăn cái vỏ thì lấy cái hạt. À, ăn vỏ thì lấy hạt. Đây Vâng. này, đây một quả nữa đây này. Vâng. Nhiều thế. À, tí nữa khả năng ra phải xin một quả xin đấy. một quả. À, xin không không có chủ à. Cái này bí này nó với lại xưa thì thật sự rất là tuyệt vời luôn. Ôi, à, chiều thế thôi nhỉ, tí nữa ông ở trong nhà ông nghe được thì tí nữa ra ông không nhìn thấy quả bí đâu thì cứ hai anh em mà gõ đầu thì cũng gay Là ông nghe thấy ông sợ. Tí nữa anh mình xuống nhà anh po thì ông lại sang đây ông lấy luôn đấy. về thì Không biết ông ông bà lấy có hai nhà cháu. không nữa. Tí nữa cháu về là lấy đi là ông không được. À, mùa này bà con là bí là chủ yếu rồi nhỉ, Vâng. vào trong nương với lại các thứ là chuẩn bị thu ngô này là cũng được thu bí luôn nhé đúng không? Đúng là thu ngô thu cả bí luôn đấy. À, là trồng ngô là cũng gieo bí luôn để Vâng. cho gọi là để hết mùa thì cũng có mùa bí luôn. Đấy. Để lấy hạt nữa, đến Lấy cái hạt mùa các thứ. mình có rau ăn ấy. Mình có À, bí để ăn. ông bà đi đâu hết rồi? Ô, đóng cửa hết Đóng rồi. cửa hết rồi. Nhà nào Đây này. cũng chắc là đến mùa thu hoạch. À, mùa này kiểu như là mùa gian nương ấy. Mùa gian nương là thi nhau là chắc là đi nương ngô rồi. Không biết là nhà po này có ai có nhà hay không nữa. Cũng lâu lâu anh em chưa vào đây. Cũng khá lâu rồi anh ạ. Ừ. Cái lúc là có con bò cho gia đình cô thì lúc đấy là anh mình cũng đi họp cảnh khác Ừ. mà không 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 vào đây nữa. biết là dạo này tình yêu tình báo nào thanh niên po này. À, nhà này đang làm cái gì thấy đông người lắm. Ấy đi hẳn hoi không ơi. Nhiều dây phơi quần áo thế hay là khả năng anh cô lại có thêm máu họ nữa. chả biết nữa. Không thấy ở nhà nữa rồi. Hả? Đi đâu rồi? Có ai nhà? Vâng, không thấy ở nhà rồi. Ồ. À, nhưng mà mở cửa thì chắc là ở trong chùa hay là ở đâu? Là ở ngoài chuồng. Ngoài chị À, ta lử. ở kia kìa. Hả? À. Ba thấy cỏ hay gì ấy. Ôi Ồ. ôi. Trời ơi. Bé tí. Để tí đi thấy cỏ với bà. Ê, nhé trên rồi. À, vâng, con chào bà nhé. À, đâu có con cháu. Ồ. Ê, chơi nhiều hả? Chứ chỉ tài nhau. À, mấy thanh niên này thoát được cỏ rồi chứ. Ôi, khỏe quá. Giúp bà như Giúp vậy bà. đấy. Ô thế em po đi đâu rồi mà bà lại thái như thế hả bà? Tập vô mà chị nói. Một câu này. Trong một số này. Ây à, bảo là em po lại đi làm rồi. Đi làm rồi hả? Còn đâu Ồ. pháp bỏ chưa? Ừ, không không thấy được đâu. Ồ, nhỏ À, tí này đi gặp thái cỏ. gặp gặp phải ông ấy phun ngà chỗ đi rồi. Ây à, bà bảo là em po đi rồi ấy, thì chỉ có hai đứa nhỏ này là giúp bà thấy thôi. Ồ. Lại đi làm rồi. Nên mua uất thì đấy.
thế là bây giờ lại khổ cho bà rồi. Ồ. Chờ chờ ta không đi thả lấy nhở? Ừ. Ừ. Bà cũng bảo là sắp đủ rồi. Sắp đủ rồi. Thái mỡ hết cái này là à, cũng thấy. Thế này hả? Thế này sao? Cho chỗ nó chết ta. Cho nó chết. Ê, lại ô lại hai con dê. Hai con dê với con bò lại nhốt chung nhau một ngăn. À, cho nhau nhau chỉ cho cao một cái đó. À. Cho con cái hôm nay nó chết ở đó. Ồ, bà bảo là con bò với lại con dê ấy là sẽ để ngay bên này có cái chỗ này thì để thấy con bò ấy. Để cái này thì nó tiện hơn nhỉ. Vâng. Thế nên hay đó. Để mưa ấy, mưa mưa to thì không phải lấy thì trong nhà ra đấy. Đúng rồi. Mà lấy ở đây, đấy đây luôn thôi. Thế này mốt không nó cho trẻ tí hả? À, con bò. Thế là không sợ nó xéo nhau. Chắc là không có bạn đấy. Không có bạn. Không có bạn nên là như thế là cũng Chờ, chờ, chắc đi sao lo. Ồ. Bà bảo là thấy như thế này là đủ ăn rồi. Cái này là đủ, cái này là đủ trong ngày rồi hả bà? Không thì chào sáng lên không ạ? Bà bảo là thấy vừa hơn, thấy nhiều quá thì bị héo đi ấy. Đúng rồi. Thế thì cỏ này thì bà đi lấy hay là ông đi lấy? Chứ này giờ mong xài ra lỗ một lái nè. Ồ. Ông ạ. Bà bảo là bà đi gần ở nhà này thì bà đi lấy được một ít, chủ yếu là ông thôi. Ông đi lấy là phần đan. Thế bò đi Lào lâu chưa bà? Tôi bò mũ tao không ăn thế rồi. Cậu nó. Ồ, đi được 10 ngày rồi. 10 ngày rồi á? Vâng. Ôi dồ. Thế lại khổ cho bà rồi. Thế lại khổ cho bà rồi. Ôi, không nghịch vào tay con. Chưa đi. Đi được 7 ngày rồi. Không biết là đi đâu làm á? Nó khứ hứa là mũ thế liệu. Đấy, bà cũng chỉ biết bảo po bảo là đi làm thôi chứ không biết là đi làm ở đâu nữa. Thế mới khổ nhỉ. Không nghịch dao nhá, nghịch dao nó vào tay nhá. Cái này vào tay. Cái đấy vào tay là đứt tay đấy. Ăn đến một phần nào ú là hả lý thế. Ai thế là Apple đi ấy, bảo với bà là đi làm thôi chứ không biết là đi ở đâu nữa. Chứ không biết ở đâu. Vâng. À, ô thế đâu nhỉ? Này là rừng hay rừng lửa nhỉ? Tôi nhìn hú chá. Lửa? À, bị làm sao như thế? Lửa chá không nhớ đi. Cái mặt bị làm sao thế này? Bây giờ gì? Mà xa. Cái này ngứa hay đau? Khảo á. Khảo á, ngứa anh ạ. Ngứa? Ngứa sao là... Chắc là bị cái khước hay như thế nào ấy. Cái này là không được nghịch nhá, cái này thì thái quả bò không được, anh em không được nghịch vào đây nhá, bà lúc nào thái mới được thái nhá. Chị coi nhá. Thế người có bị ngứa nhiều không? Nó ốp ở khó này. Người không bị ngứa. Người không bị ngứa à? Bà. Ôi ồ. Bà lại... Bà làm cái gì à? Đấy, em lấy cho con bò ít cỏ. Không thì bà lại vất vả. Như thế này thì vất vả cho bà thôi. Thế này thì lại khổ bà đó. Chắc là đưa từ đây vào đây thôi. Cho dễ. Thế cháu Lử có lấy được cỏ cho con dê với con bò không? Ấp của nga tao rất là chính nhau xỉ nó. Lấy ít thôi. Khi nào ăn hết. Con dê ăn hết thì hăng lấy em ạ, không rồi nó rúi ra ngoài hết. Vâng. Gì đó. Bây giờ lại khỏi cho bà và mộ cô bác ạ. Đó nên đi mà khứ đó. Khứ là này đó. Mạo á. Thằng niên này trước bảo là có con vật nuôi không đi làm nữa, thế nhưng mà lại đi làm từ bao giờ này cũng không rõ. Thằng niên này không tin tưởng được thôi. Không tin tưởng được. Trước thì anh mình vào đây thì bảo là trước thì chưa chí chắn, còn bây giờ thì suy nghĩ chí chắn rồi. Không hiểu là kiểu gì nữa. Bây giờ lại bỏ lại các cháu mới lại con vật nuôi. Con vật nuôi thế này. Lại khổ cho ông cho bà, nhất là bà thôi, tội cho bà thôi. Còn bà vừa nom các cháu lại vừa cho bò cho dê nữa thế này. Ăn rập hổ rồi á. Nghe cái gì đấy? Không nghịch vào đấy bẩn lắm. Chị ca. Chị ca. Này thì được một ngăn nhỉ. Một ngăn thì bây giờ nó chưa có nhiều thì cho vào một ngăn thế này thì một ngăn được chứa cỏ với lại thái cỏ cho bò. Nếu mà lấy vào trong nhà thì nó cũng bề bộn. Lấy vào trong làm như thế này thì tiện thật, không phải lấy vào trong nhà nữa. Đầu tư một Cái nhớ sọ cái nhớ không thì nó gian chuồng. Bà bây giờ lại khổ thân cho bà. Bà chạy cả hai nhà luôn, nhà chê và nhà dứ. Thế nhà mình được thu ngô chưa bà? Nếp vào tao sao bóc cười này tay. Sao thế?
À, bà bảo là thu một ít nữa rồi. Thu một ít á? Vâng. Nhà po này không biết được thu hay chưa nữa nhỉ? Ờ, tụi po là của tao sao? Tao thu ấy là chỉ tao sao bất cứ. Ờ. Chỉ tao á? Đấy, công nghệ Apple là chưa... À, chưa có ngô là thu anh ạ, bởi vì là Apple dòng sau mọi người ấy. Vâng. Thảo Lan là ngồi đây tâm sự với bà một tí. Ngồi đây nói chuyện với bà một tí. Đấy, với lại cháu Dình nhé. Thế bố không ở nhà là mình đi giúp bà thái cỏ bò luôn này. Dạo này thái cỏ nhiều quá, trông gầy hết rồi. Gầy rồi, bây giờ bây giờ gầy thật anh ạ. Gầy thật mà, trước bà béo lắm, không biết là ăn uống dạo này như thế nào nữa. Chả đi nhớ dùa mẹ. Hay là nhớ bố. Anh nhớ gì đó, nhớ nhỉ, nhớ cho dùa rồi. Không 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 thèm là nói chuyện như trước nữa. Không thèm nói chuyện nữa. Thế con đau ở đâu không? À mò thử đi. Chỉ mò á. Con đau ở chỗ nào không? Bảo bố chắc à, bảo bác chắc nào. À mò hả nì à? Mò hả nì? Mò bác hả nì? Mò thì hợp hả? Bảo là hơi đau bụng. Hơi đau bụng á? Thế bây giờ mỗi bữa còn ăn được mấy bát? Ý tên nó tả chẳng đi mò. Cá là chả cá. Cá ốc và cá là nó mò. Chả cá. Bảo là dạo này không ăn được cơm. Là không muốn ăn ý. Thế mới khổ. Các cháu bây giờ lại một lần nữa côi cút thế này. Xấu hử hô. Không được tranh nhau bà. Nào không được tranh nhau, không được tranh nhau. Ai cũng... đâu, lửa về đây bác xem nào. Xem chân tay có bị không? Có bà. Xóa xem không? Tay không bị. Tay không bị sao anh ạ? Tay không bị á? Vâng. Thế bò đi một mình hay là đi với ai hả bà? Nên đó thì thêm mua à? Già đó? À bảo là đi cùng một anh ở đây đi. Nhưng mà không biết là đi làm ở đâu rồi. Hồ tỉnh, hồ chí lo nế, hồ chí lo tỉnh á? Hồ chí lo. Chỉ tỉnh, chỉ bảo mua thì không có điện thoại nên là ông bà ấy. Không có điện thoại nên là không biết là em bò đi làm đâu nữa. Vâng. Nhưng mà tớ khử được cho mình nhiều đâu. Làm sao? Chào bà. Đi dục bỏ. Ai cũng cho nhau bà. Ai cũng muốn có bà. Sao làm đâu có bà. Cái này thì khổ cho bà quá nhỉ. Thế em bò đi làm như vậy thì em có bảo gì mấy ông bà không hả bà? Tớ bò muốn đi thì bò hai đi chạy đó nè. Ở lọ à. Thì mình nhỏ cảm giác tư chỉ mua xe thì dù chỉ tao chỉ mất khấn dạy cho mình nhỏ nha thì mua cho tao ít khó xe thế tao là dù khấn dạy dù nát rồi tụi mình nhỏ một cảm giác tao lúc nát ấy thế tao khấn dạy nằm một cảm giác thì tiếp mù là nhanh đi với thì mù thì hả lý ra nế hả? Bà cũng kể lại là khi bố của ba đứa nhỏ ấy đi làm ấy thì cũng kể cho ông bà là do là bây giờ ấy sắp đến thời gian hai đứa nhỏ trở lại nhà trường đi học ấy thì bố của ba đứa cũng bảo là nghĩ nhiều quá do là không có tiền để mua cặp sách rồi là quần áo mới để cho các con đi học ấy thì bố cũng bảo là nhiều cái là các con trở đi học tiếp tục đi lại đi học thì sẽ mua cái đồ rồng cho các con ấy thì bố mới bảo là ông bà ở nhà để chăm sóc giúp ba đứa nhỏ và con vật nuôi để Apple là sẽ đi kiếm cái công việc xem là có được đồng nào về giúp các con cái đồ rồng học tập không ấy. Thế cũng khổ nhỉ. Bây giờ không đi làm thì các cháu đang bắt đầu chuyển vào học rồi như em Lử này là năm nay vào lớp 1 rồi chứ. Dình. À Dình này. Dình, cả tỷ trong đi cả tỷ là tỷ ô. Tỷ là mẹ. Bà cũng bảo là năm ngoái thì học lớp 1 rồi nhưng mà khả năng năm nay nghỉ hè xong thì có khi là đi lớp 2 rồi. Nếu mà năm ngoái lớp 1 thì năm nay lên lớp 2 rồi. Xong cả tỷ ô á. Bây giờ kiểu là gầy hết rồi. Sao lại không ăn không uống kiểu gì như nào gầy thế không biết. Đến tội đến khổ. Bây giờ
Em po một mình gà trống nuôi con, nếu mà không đi làm thì cũng không không ổn cô bác nhé. Tại vì là bây giờ nhiều khi ấy, em cũng đắn đo đi làm nhiều khi cũng đúng thôi. Bây giờ không đi làm thì không có những đồng tiền để mua những cái đồ học các thứ cho con ấy. Nên là cũng đành phải đi để mà thử vận may thôi. Bao nhiêu lần đi như vậy rồi, thế nhưng mà em cũng muốn đi để kiếm được đồng một đồng hai về lo cho các cháu ấy. Thế nhưng mà không biết là đi làm cái gì ở đâu nữa. Nên mua chỉ bán hả? Chị bán mà sợ hãi đến thế về ấy nên Bà cũng bảo là lúc đi ấy cũng chỉ nói với ông bà là đi làm thôi chứ cũng không bảo với ông bà là làm ở đâu ấy. Nhưng mà nếu tụi nó đi chị bảo luôn. Cứ này đi chơi nét tỏ lòng này Cứ rồi mama nhá chơi gì thế mama ủa cho mình nhớ nó tụ cho mình nhớ thế nhỉ. tụ tụ nhiêu thế ở tụ xí Tỏ ủa tao chân không chạy tí tao chạy nó mà ủa ta thật thì mà nó thật thì mà Bà cũng bảo là bây giờ là có thêm con vật nuôi của nhà em Po nữa, em Po thì không ở nhà lại đi kiếm công việc để có mấy những cái đồng này đồng nọ về chi tiêu cho các con ấy, thì bà cũng bảo là bây giờ có ông bà thôi thì nhà trên nhà dưới cũng đều có con vật nuôi ấy. Thì có lúc ông bà phải nghỉ ăn bữa sáng luôn, làm xong công việc nhà thì có khi là đến trưa rồi. Tội khổ nhỉ. Em lửa đây này, quần tụt đít rồi. Đấy, thấy chưa? Đến nghịch bẩn hết rồi. Sớm hả? Nhưng mà hình như là hai cháu này dạo này là rất là gầy luôn, không biết Ngày là ăn uống cháu như cháu lử nhá nhìn thấy tuổi chùa thế mẹ lử bây giờ cũng gầy Còn rồi quay là út này là béo nhất này, và bụng nhất thế. nó tuổi chùa nó mỏi thì thế Đó, đói rồi ư. ô hàng phim mẹ mẹ phim mẹ chứ Sắp tắt rồi mẹ à, đói rồi. Khác đi xúc cơm ăn này. Anh đi xúc cơm ăn thật. Thế cho con trang cái nước Thưa. gì đấy? Anh chạy quả sáp là mi. Chấm nước canh anh ạ. Cả nhà. Bàn canh. Là ở nhà bà cứ nấu một cái nồi người ra đấy, các cháu ở đói lúc nào thì ăn lúc đấy thôi. Thừa quá. Lự dành Bà dành có ăn không? Hả? Con có ăn không? đây này, sáng nay chắc là sáng nay đơm lên ăn vẫn còn đây này. Hôm nay không tạc kỳ hài lắm nữa. À đúng rồi, sáng nay là bà nấu cho các con đấy. Nhưng mà ăn như vậy thì bà yên tâm rồi nhé. Không ăn mới sợ. Chăn nước canh nước gì kia Chê cô rau, cô ta đua. Cái nước xả. nước xả Vâng. lấy nước xả về đun Vâng. như này ăn á Đúng rồi. Chắc cô ta đua thì thấy hả? Ồ. Nước xả. Ngon quá hả à, về bác hỏi tí hả thế thì ăn được mấy bát như này nó tỏ sợ phai nhỉ tao tao đó bảo là ăn được nhiều nhiều bát ăn được nhiều đấy nhiều bát nhưng mà nó chắc không không biết thôi uống chén là ngon lắm nhỉ lấy cái phần quà này à vào trao cho bà cứ cứ mà nói chuyện với mày bà nói quên chuyện mất với bà để bà lớn đi nói đây nào không nghịch không nghịch nhá lớn như thế thế mất đâu rồi Đấy, lão dình thì thấy có cái túi gì là mắt sáng lên rồi nói đi Ba ơi, hôm nay con vào đây thì con có một cái phần quà này của cô Hoa ở trong Đắk Lắk bà nhé. Cô Hoa ở trong Đắk Lắk có dành cái phần quà này trị giá là 500.000 để dành tặng cho các cháu với lại bà, cho bà nấu cho các con dùng hàng ngày bà nhé. Báo gạo và đồ yếu phẩm và ít cá khô nữa để bà dán lên cho các cháu. nó này tôi tin lòng đấy mua đồ bất lòng hoa như phần nào đâu đắt đắt này mua ý bố thù thế ý cho dễ cho mấy chị cho dễ khô tôi chả mua đâu là cho kỹ nên nó nhân đi chị có kỹ nên đâu tôi bất lòng hoa như phần nào đã lao ê tôi bất lòng hoa mất ta hoa nó chẳng gì so sánh bất là hoa nhớ buồn đã là la thì cho mình nhiều mà chỉ mua ăn chỉ mua tôi bố mua xu mua trâu mua xe mấy chân tay mua xe tay tôi bố cho mình nhiều nó mà so sánh vâng bà cũng
Gửi lời cảm ơn đến cô Hoan ở Đà Lạt rất là nhiều. Bà con bảo là trong thời gian này thì bố của mấy đứa nhỏ cũng không ở nhà rồi, thì bà cũng ở đây thì do là trong thời gian vừa qua các cháu không có cái gạo ăn nữa nên là các cháu cũng hơi gầy. Có cái bao gạo như thế và cái đồ nhu yếu phẩm như vậy thì bà sẽ nấu cho các cháu ăn để các cháu có bữa ăn hàng ngày anh ạ. Và bà cũng rất là cảm ơn cô Hoa ở Đà Lạt nhiều. Xin được cảm ơn cô Hoa rất là nhiều, một cái phần quà rất là ý nghĩa. Các cháu bây giờ thì nhà em Po Ngô cũng chưa được thu, đâm ra là nên là có cái bao gạo này cho ba cháu với lại bà thì cũng dùng được một thời gian khá là dài rồi. Đó. Ở trong này có một túi cá khô bà nhé. Khá này mua, nước mắm với lại mình chính với lại dầu ăn, dầu rán nữa. Nhà khoa. À mà kia là nó. Cái phần quà này vâng. Cái phần quà này là trị giá 500.000, một bao gạo này là 300 các bác nhá. Còn một cân cá khô với lại đồ nhu yếu phẩm này là 200.000 nữa là 500.000. Với cái phần tiền của cô Hoa có gửi cho Xuân Thiệu là 1 triệu thì hôm nay Xuân Thiệu đã chi đi là 500.000 rồi. Còn 500.000 lần sau Xuân Thiệu vào thăm các cháu thì sẽ sử dụng tiếp để mua những cái đồ nhu yếu phẩm vào cho các cháu. Cũng xin được cảm ơn cô Hoa rất là nhiều. Tao ạ. Ông mới chụp bên nhiêu? À để sẽ để đây giúp bà anh ạ. Cho nhau nhỉ hả? Oh. À lại ăn cơm nữa. Ăn mỏ. Ồ. Trời ơi. Các cháu lại đói rồi. Ăn suốt ngày thế này. Nhưng mà còn cơm không? Em xem cái cơm còn không? Mua chúng mua. Mày lên gặp phát bảo rồi. Gặp phát bảo. Dạ. Đói thì các dọn các ăn. À đây đây. Cháu hơn đi làm đi. Thân đi là. À đây đây. Đấy, bảo là cơm ở đây. Cơm ở đây à? Vâng. Trời ơi, cái này đúng ra thì các cháu không tự làm tự lo được thì bà cũng không thể lo được cho các cháu nữa đâu. Tại vì các cháu cũng biết tự lo rồi, chỉ cần nấu chín ra như vậy thì các cháu cũng các dọn ra để Úc ấy, Úc bảo là không có thìa. À không có thìa hả? Thế anh dình sao không lấy thìa cho em? Dạ chỉ muốn thìa thôi nó. Mẹ nó mò, cho nó mò. À, thế có cái gì đấy? Ôi hành. Tôi để cho các con quá. À, thế cháu cái này không ăn được hả? Ôi bé gái này xinh quá nhỉ. Bé gái này là nhà ở trên này chứ nhỉ? Từ từ mới đi nhà trong tôi á. À nhà ở nhà ở gần nhà bà. Đúng rồi, nhà bên cạnh nhà bà. Ồ nhưng mà cháu này bị cái chân bị làm sao thế này? Ủa cái chế cháu này bị bỏng hay sao bà? Cố nhiên rồi hả cha? Tự nó bị như thế này lên như thế á. Lên như thế. Con này cháu chắc là bị kiểu bị phóng dã hay cái gì ấy. Cái này phải có thuốc các bà. Em mất chua như chua rồi. Đỏ hết cả chân rồi. Cái này chắc là bị ngứa xong rồi cháu gãi. Cháu gãi nó bị như này. Đến khổ. Nó chào á? À, xong rồi hả? Xong rồi. Tôi đến cả quần rồi. thành ông cụ à. Ăn xong cũng biết đi rửa tay chưa? Hai anh em đói thì chỉ biết ăn, khóc chơi như nào đó chỉ biết khóc thôi các bác nhé. Đó. Bây giờ nói chung là cái cuộc sống cũng được thay đổi một chút rồi, có con vật nuôi thôi, nhưng mà để mà có con vật nuôi ra được cái hiệu quả kinh tế thì nó cũng phải một thời gian rất là dài. Đó, nên là bây giờ cái gánh nặng của em Po thì cũng rất là khổ, vì cũng phải kiếm ra được đồng tiền thì mới lo được cho các con các bác nhé. Đó, nên là bây giờ em cũng
kiếm ở chỗ nào đó có công việc người ta bảo thì cứ đi thôi, nhưng mà cũng không biết là có được hay không nữa, nó khổ thế chứ nên bây giờ được đồng nào về thì còn đỡ, được các con được cái quần cái áo hay là những đồ dùng học tập, còn không được thì cũng đành phải tay trắng trở về thôi. Bao nhiêu lần em đi như vậy rồi, thế nhưng mà những cái áp lực ấy, áp lực cuộc sống này, em cũng phải để mà đi kiếm kiếm sống lo cho các cháu thôi. Đấy, hôm nay thì cũng có cái phần quà của cô Hoa ở trong Đắk Lắk thì cũng chỉ giúp được những cái bữa cơm hàng ngày thôi. Đấy, còn những cái đồng tiền thì cũng phải đi kiếm thì mới có được. Ra là khổ thân cho bà. Còn lại cho bây giờ lại khổ thân cho cả bà nữa. Thôi, khả năng anh em mình cũng đi thôi. Nhỉ? Vâng. Để cho các cháu ăn uống no say rồi. Nè nhau nè, nè táo. Vâng. Nè anh nhau nhé. Vâng. Nhau bên thôi xin mời lời nhé. Nhớ tí gì có bên thông cần đây nhé. Vâng. Mai hôm là đi học rồi. Con gái ở nhà. Chào nhá, xin chào nào. Tiếng mùa lại ăn cơm nữa à? Vẫn còn đói kìa. À, anh mình đi về thôi. Dạ vâng. Em mùa chết thế nóng thế nhỉ? Nóng, về nãy bỏ áo ở ngoài đấy. Dạ. Nắng quá. Dạ vâng. Rất là nắng luôn. Anh em có lẽ là cũng đi chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi cô bác nhé. Cũng xin chào và hẹn lại các cô chú bác ở những nội dung sau.